Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin kịch bản nào cho chiến tranh Mỹ Trung. Sau khi cuộc thương chiến Mỹ Trung được hạ nhiệt với việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ Trung Quốc đã khiến quan hệ Mỹ Trung xấu đi nhanh chóng trong vài tháng qua. Thậm chí, cựu quan chức chính quyền hai bên còn đánh giá quan hệ Mỹ Trung đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Phó giám đốc nghiên cứu Luân An Yu Hoa Linh đã nhận định rằng quan hệ Mỹ-Trung Quốc hiện nay đang ở mức thấp nhất tính từ sự kiện Thiên An Môn. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Theo phân tích của ông Yu, dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, quan điểm của một người Mỹ đối với Trung Quốc đã khác trước rất nhiều. Ông Yu nhắc đến việc khảo sát gần đây do Pew thực hiện với khoảng 1.000 người Mỹ, trong đó 66% người trả lời nói rằng họ không thích Trung Quốc. Cũng theo ông Yu, trước đây trên chính trường Mỹ người ta vẫn có thể tìm kiếm được tiếng nói ủng hộ Trung Quốc. Thế nhưng không có tiếng nói nào như vậy trong giới chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giám đốc Viện Nghiên cứu Toàn cầu Châu Á thuộc Đại học Hồng Kông, ông Chen khẳng định tình hình hiện nay tồi tệ nhất trong 40 năm qua kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Ngay cả thời điểm 1989, quan điểm của người Mỹ với Trung Quốc cũng không tệ như bây giờ. Giờ đây mọi chuyện tồi tệ hơn và có nguyên dâu sâu xa hơn. Trung Quốc nên ngừng sử dụng các kênh ngoại giao và người phát ngôn để khiến cho tâm lý chống Trung Quốc tồi tệ hơn. Việc họ làm như vậy chẳng giải quyết được gì. Và tình hình quan hệ Mỹ-Trung Quốc hiện còn xấu hơn so với thời điểm vào năm 2018 và 2019 khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế với hàng Trung Quốc trong nỗ lực đưa ra các biện pháp thay đổi cấu trúc với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở tình trạng đối đầu nghiêm trọng hơn bao giờ hết trên tất cả các lĩnh vực. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và vấn đề Hồng Kông tại Nhà Trắng vào ngày 29 tháng 5 năm 2020. Từ chuỗi cung ứng, vấn đề thị thực, an ninh mạng tới vấn đề Đài Loan, Hồng Kông, căng thẳng trên Biển Đông, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang tranh cãi trên nhiều mặt trận. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn tức giận với thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, cho dù thỏa thuận này đã ngăn hai bên tránh biến khẩu chiến thành thực chiến. Trước áp lực từ trong nước về sự chủ quan của chính phủ dẫn tới đại dịch lây lan trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tiếp cáo buộc Trung Quốc đã gây ra cuộc khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán và hy vọng việc này sẽ gia tăng khả năng tái đắc cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump và cấp dưới cũng liên tục chọc giận Trung Quốc bằng các chỉ trích như virus corona đã xuất phát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Bắc Kinh cố ý vơ vét hết vật tư y tế của thế giới hay hacker của Trung Quốc tìm cách đánh cắp nghiên cứu về vaccine. Trong khi đó, chính quyền của ông Tập đứng trước vấn nạn thất nghiệp tràn lan và xuất khẩu giảm sút đang đẩy đất nước vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thế hệ, cũng đã quyết định khơi dậy tinh thần dân tộc chống lại nước Mỹ để khuấy động tâm lý nhân dân. Chính phủ Trung Quốc đã huy động lực lượng dân tộc để chống Mỹ. Các nhà ngoại giao và báo chí, nhà nước Trung Quốc cũng đã củng cố thuyết âm mưu rằng quân đội Mỹ đã đưa viêm phổi Vũ Hán tới thành phố này và còn cáo buộc một số chính trị gia Mỹ đã tấn công Trung Quốc để trốn tránh trách nhiệm khi Mỹ dẫn đầu thế giới cả về số người xác nhận nhiễm và tử vong vì đại dịch. Trung Quốc đã coi các quan chức chính quyền Mỹ là những người nói dối, thậm chí còn có những phát ngôn mang tính biệt thị nhằm vào Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Và cuộc khủng hoảng đã khiến những nhân vật theo đường lối cứng rắn ở cả hai bên đe dọa lẫn nhau. Các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa chủ chốt đã đề xuất hủy hơn 1.000 tỷ đô la tiền mà Mỹ nợ Trung Quốc. Đề nghị này đã bị ví là hành động chiến tranh. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong 41 của Trung Quốc tại cuộc duyệt binh lớn vào hôm 1 tháng 10 năm 2019. Trong khi đó, Tổng biên tập một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất tăng gấp 3 kho dự trữ đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hiện ở mức thấp. Đại dịch cũng đã khiến gia tăng căng thẳng trong những cuộc tranh cãi cũ giữa hai nước như vấn đề Đài Loan hoặc Hồng Kông. Và lực lượng truyền thông giữa hai nước cũng chịu thiệt hại khi hàng chục nhà báo của Mỹ và Trung Quốc đã bị trục xuất khỏi những tháng gần đây. Bắc Kinh đã cảnh báo tăng cường trả đũa sau khi Washington giảm thị thực cho nhân viên báo chí Trung Quốc xuống 90 ngày. Giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin, Trung Quốc, ông Sĩ Hồng nhận xét như sau. Mỹ và Trung Quốc thực ra đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh mới. Khác biệt giữa cuộc chiến tranh lạnh trước đây và cuộc chiến tranh lạnh hiện tại
nằm ở việc hai nước đang chạy đua với nhau tối đa và mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh. Quan hệ Mỹ và Trung Quốc hiện giờ đã không còn như vài năm trước đây, và thậm chí không còn được như vài tháng trước đây. Còn đài RFI tại Pháp đã dẫn lời dự đoán trong báo mạng Hồng Kông, thời báo châu Á Asia Times cho rằng những bài học trong lịch sử cho phép suy đoán có 3 kịch bản chiến tranh có thể xảy ra giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới như sau. Thứ nhất là chiến tranh thế giới lần thứ 3, chiến tranh lạnh 2.0 và cuộc chiến tranh khu vực ủy nhiệm. Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp thắp ngọn lửa trên mộ của người lính vô danh ở Khải Hoàn Môn vào ngày 8 tháng 5. Hoạt động kỷ niệm 75 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ 2 tại Pháp diễn ra trong khuôn khổ rất hạn hẹp do lệnh phong tỏa còn hiệu lực đến tận ngày 11 tháng 5. Và kịch bản thứ nhất có thể sẽ là một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất khi xem Trung Quốc như là mối họa cho an ninh thế giới, tìm kiếm một sự bá quyền bằng cách bành trướng quân sự. Liệu có nên ví nước này như là một Nhật Bản hay Đức Quốc xã trong cuộc đại chiến thế giới vừa qua hay không? Nếu như vậy, liệu Trung Quốc sẽ đi xâm lược, chiếm đóng, theo đuổi mô hình thực dân đế quốc, sẽ phạm những tội ác diệt chủng hay không? Tương tự, nếu cuộc chiến nổ ra giữa hai ông khổng lồ của hành tinh, điều gì có thể thúc đẩy Hoa Kỳ tham chiến? Có thể như một sự kiện tương tự như cuộc tấn công ở Trân Châu Cảng chẳng hạn. Và hình thức chiến tranh thứ hai chính là cuộc chiến tranh lạnh 2.0, tức là phiên bản 2, với nhiều điểm khác biệt so với cuộc chiến tranh lạnh trước đây. Đây sẽ không còn là một cuộc chiến tranh hệ tư tưởng, không gian và làm chủ công nghệ hạt nhân nữa, mà nó sẽ là một cuộc chiến tranh thương mại, cuộc chiến tiền tệ, công nghệ, tin học, hay thậm chí là một cuộc chiến hỗn hợp, kết hợp nhiều yếu tố của tất cả hay một phần của những điều ở trên. Và cuộc tranh đua thống trị các định chế đa phương là một trong những mặt trận rất có thể xảy ra của cuộc đọ sức 2.0, và điều này sẽ gây chia rẽ các nước trong quá trình phân cực. Và ví dụ điển hình là dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc và chiến lược Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Sim Vierek, tác giả bài viết, đã lưu ý như sau: từ cạnh tranh chỉ đúng nghĩa khi Trung Quốc gia tăng đóng góp tài chính trong các tổ chức đa phương, còn Hoa Kỳ sẽ giảm đóng góp nhưng không rút ra khỏi hệ thống đa phương đó. Bắc Kinh thì vẫn chưa tạo được một hệ thống quản trị toàn cầu, cả trong chính trị lẫn kinh tế, và cũng chưa có nước nào trên thế giới tuyên bố chấp nhận mô hình hệ thống quản trị của Trung Quốc. Và kịch bản thứ ba cũng là một nguy cơ đáng lo ngại nhất. Đó là một cuộc chiến ủy nhiệm trong khu vực vùng châu Á-Thái Bình Dương sẽ là sàn đấu chính cho Trung Quốc và Hoa Kỳ. Giống như cuộc chiến tranh lạnh 1.0, cuộc đối đầu Mỹ và Trung Quốc có thể gây ra cuộc chiến tranh nóng giữa các quốc gia bên trong vùng này. Đây là hình ảnh quân tình nguyện Việt Nam tham gia cuộc chiến chống Khmer Đỏ tại Kampong ở Campuchia trước khi rút về nước năm 1989. Ngoài những điểm nóng trong khu vực như Biển Đông và Đài Loan có thể làm thổi bùng những cuộc chiến nóng như vậy, vùng Mekong cũng có khả năng là một cuộc chiến tranh Việt Nam 2.0, do Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu nhau tại Biển Đông. Lịch sử nhắc lại là dòng sông Mekong không ngừng nhuốm máu trong nhiều thập niên từ cuộc chiến tranh Việt Nam 1.0 cho đến khi chế độ Khmer Đỏ đã bị tiêu diệt hẳn vào năm 1998. Dù biết rằng giờ đây Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và Việt Nam đều không muốn có cuộc đối đầu trực diện, nhưng người ta cũng không thể quên rằng sau đệ nhị thế chiến, Việt Nam và Trung Quốc cũng nhiều lần đọ sức nhau, nhất là trong cuộc chiến đẫm máu năm 1974 giành quần đảo Hoàng Sa. Cho dù Hoa Kỳ và Trung Quốc không muốn trực diện đọ sức, nhưng chiến tranh ủy nhiệm cũng có thể xảy ra và những nước nhỏ lân cận trong khu vực sẽ phải trả giá đắt cho những gì diễn ra trong chiến tranh như của Việt Nam. Và những nước này sẽ bị chia rẽ trong quá trình phân cực mới. Và cũng giống như quá khứ, sự im lặng và tính trung lập sẽ không là một giải pháp. Đối với ba kịch bản chiến tranh này, có rất ít giải pháp chính trị và sẽ rất nóng cho các nước nhỏ lân cận. Các cuộc chiến tranh lạnh sẽ chỉ lạnh đối với các siêu cường mà thôi. Và như tác giả đã nhận định, nguy cơ một cuộc chiến ủy nhiệm mà chiến trường chính là châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng rõ nét, và những diễn biến mới nhất ở Biển Đông những ngày gần đây đã cho thấy điều đó. Đây là hình ảnh toàn cảnh hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan. Lần đầu tiên kể từ 3 năm qua, Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai cùng lúc các nhóm tàu hàng không mẫu hạm ở Thái Bình Dương. Hôm 11 tháng 6, 3 mẫu hạm sử dụng năng lượng hạt nhân cùng nhóm các tàu tuần dương, hạm và trục hạm hộ tống đi vào vùng biển tại Thái Bình Dương. Theo thông cáo báo chí của Hải quân Hoa Kỳ, các tàu USS Ronald Reagan và USS Theodore Roosevelt đang tuần tra ở vùng Tây Thái Bình Dương, còn tàu USS Nimitz hoạt động ở vùng biển phía Đông. Ngay lập tức, Bắc Kinh cũng phản ứng mạnh mẽ
truyền thông Trung Quốc nói nước này sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ các lợi ích của mình ở khu vực. Hoàn Cầu Thời báo vào hôm 14 tháng 6 năm 2020 nói việc Mỹ triển khai 3 cụm tàu hùng hậu trong vùng biển gần Trung Quốc được hiểu theo nghĩa nhằm đưa ra lời cảnh cáo cho Trung Quốc. Bài này dẫn lời các chuyên gia quân sự, theo đó đánh giá rằng điều này cho thấy Mỹ đang thể hiện ý định giành quyền bá chủ về chính trị trong khu vực và rằng Trung Quốc có thể ứng phó bằng việc tổ chức tập trận cũng như thể hiện khả năng và lòng quyết tâm trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời Lý Kiệt, chuyên gia hải quân từ Bắc Kinh, nói dịch chuyển trên cho thấy Hoa Kỳ có thể đã vào biển Hoa Nam, cách Trung Quốc gọi biển Đông, và đe dọa quân lính Trung Quốc trên các quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa, theo cách gọi của Việt Nam. Và hồi tuần trước, một trực thăng vận tải của Hải quân Hoa Kỳ đã bay qua bầu trời Đài Loan tới Thái Lan thực hiện một chuyến bay mà Mỹ gọi là phục vụ hậu cần. Bắc Kinh gọi chuyến bay đó là hành động bất hợp pháp và khiêu khích nghiêm trọng. Tân Hoa Xã đã dẫn lời Chu Phượng Liên, phát ngôn viên phụ trách các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, nói như sau. Việc bay qua không phận đó làm xói mòn chủ quyền, an ninh và các quyền lợi của Trung Quốc và vi phạm luật pháp quốc tế cùng các quy tắc căn bản trong quan hệ quốc tế. Các lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc trong năm nay cũng đã nhiều lần tìm cách xua các tàu chiến Hoa Kỳ ra khỏi vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong hoạt động mà Mỹ gọi đó là thực thi quyền tự do đi lại trên biển. Nhưng Bắc Kinh thì nói là tiến vào trái phép vùng lãnh hải của Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 với bản tin Kịch bản nào cho chiến tranh Mỹ-Trung. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.